Xin chào tất cả mọi người. Mình tên là Nguyễn Quang Minh. Và hôm nay mình có quay video này là muốn trả lời cho các bạn biết về cái lực tuyên thể của mình. Đấy, sau những cái lần mình nói về sứ mệnh của mình. Và thì điều đầu tiên trong những điều mà mình trải qua từ trước đến nay thì mình luôn luôn rút ra cho con người mình có những điều tuyên thệ rằng mình phải làm đúng nguyên tắc đó. Mặc dù nó có thể được chỉnh sửa rất là nhiều điều sau mỗi lần mình nhớ lại, nhưng ở đây thì điều mình tuyên thệ sẽ luôn là điều mình giữ và sẽ luôn là đạo lý cho con người mình. Về điều đầu tiên thì dù người khác có bỏ rơi mình thì mình cũng không bao giờ bỏ rơi chính bản thân của mình. Đó là một bài học mà mình đã được học trong hôn chú. Từ nhỏ ba mẹ mình đã để mình làm trong môi trường ký túc xá từ rất nhỏ, là từ lúc mẫu giáo. Nhưng mình đã học được bài học đó từ khi mà mình bắt đầu nhận thức được rằng ba mẹ vẫn có câu chuyện của họ và mình tự hoàn thành lấy việc học tập của mình. Và tiếp theo đó là giúp đỡ. Trong khả năng của mình có thể giúp đỡ bất kỳ ai, bất kỳ đối tượng nào hết mình. Với khả năng của mình thì mình có thể giúp họ hết mình. Đấy, và đó là một trong những bài học đầu tiên mà khi mình rút ra từ trong một môi trường cộng đồng, từ trong một môi trường cộng đồng. Mình không vì lợi lộc, cũng chẳng vì chính mình chỉ biết rằng khả năng đó mình làm được thì mình sẽ giúp hết mình. Và tiêu chí đó đã giúp mình thành công hôm nay. Thứ ba, đó chính là về cái quyết định của mình, bản thân của mình. Trong cuộc sống của mình, hoàn thành những cái việc đó rất là khó khăn. Cảm thấy như mình luôn luôn bị suy đồi trong công việc, học tập, bố mẹ và người thân. Mình đã bị có khá là nhiều chỉ trích từ vấn đề này sang vấn đề đó, nhưng mình vẫn luôn hoàn thành, vẫn luôn cố gắng chinh phục nó, bởi vì nó là một phần hướng đến mình trong ngày hôm nay. Và đó là quá khứ, bản thân. Cho dù bản thân của mình có gây ra lần lỗi thế nào đi nữa thì hãy luôn cảm ơn nó, bởi vì nó đã giúp mình trưởng thành như ngày hôm nay, bởi vì nó giúp mình định hình và định kiến được, và mình biết sửa sai cho những điều mình đã làm. Và cái thứ tư rằng đó chính là bản thân mình. Mình muốn trải nghiệm hương vị của tất cả hương vị trên thế giới này, của cuộc đời này, để biến nó thành một cái thế trận giúp mình chiến thắng được bản thân của mình bên trong, và mình hiểu rõ được bản thân mình đang ở đâu. Đó là lời tuyên thệ thứ tư mà mình đang nói đến trong cái bản tuyên thệ của mình. Dù anh có làm bất cứ việc gì, hay là dù anh có đang ở trong hoàn cảnh nào, thì hãy nếm trải từ hương vị trong công việc đó, và trong hoàn cảnh đó, để biết rằng mình phải chiến thắng được bản thân mình ngay lúc đó. Mặc dù mình cảm thấy rất là nản chí, mình cảm thấy lúc đó rất là áp lực, nhưng phải chiến thắng nó, bởi vì nó là một điều kiện cho mình vượt qua vượt mức và giới hạn của bản thân. Mình đang đến đây là lần thứ 5, là về trong con người của mình. dù bạn có đang ở trong một tình huống nào, một thể hiện hành động nào, thì hãy luôn luôn ghi nhớ từng khoảnh khắc đó, hãy luôn trân trọng từng những cử chỉ như thế, bởi vì đó là chính là ký ức đẹp nhất đời bạn, đó là ký ức bằng tuổi thanh xuân cả đời bạn chưa bao giờ nghĩ đến. Bởi vì khi về già bạn nhớ những điều đó chỉ là qua rồi. Vậy nên cái điều trân trọng chính những từng khoảnh khắc một trong cuộc đời bạn, nó sẽ giúp bạn có được niềm vui, dù công việc đó có tốt hay có sai, hay có xấu, hay có không đúng với cái xã hội này, thì hãy luôn cảm ơn nó, hãy luôn trân trọng từng khoảnh khắc đó, bởi vì đó là làm nên chính con người mình, bởi vì đó là điều chúng ta sống với đúng chính bản thân mình. Và điều cuối cùng ở đây, đó là một lời tuyên thệ không phải cho mục đích, cũng không phải cho sứ mệnh, mà là cho chính bản thân của mình, rằng bản thân hãy luôn ghi nhớ điều này trước khi chuyện nó xảy ra. Khi làm công việc gì đó hay khi ở trong một tình cảnh nào đó, thì hãy luôn nhớ đến cái hậu quả mà mày đã gây ra, nếm trải thất bại đó, nếm trải hậu quả đó, nhưng đừng dính vào bất cứ người nào không liên quan đến công việc của mày, bởi vì nó sẽ không bao giờ giúp đỡ mày bất kỳ gì cả, mà nó sẽ đang ảnh hưởng đến từng nhân vật của mình. Trong bất cứ lời của mình ngày hôm nay sau đây, thì nó sẽ có một chút là ích kỷ, thì nó có một chút là kỷ luật, nhưng mình luôn hướng đến một mục tiêu duy nhất, đó là tìm được mục đích chính của bản thân. Cái việc bản thân mình sống và tồn tại đến ngày hôm nay bây giờ là vì cái gì, thì mình luôn luôn chú trọng những điều đó, bởi vì điều đó là điều mà mình luôn luôn tự hào khi mình được sinh ra. Trong cuộc đời của mình luôn luôn chỉ biết đứng dưới nghe và làm theo, chứ chưa bao giờ hành động, dám hành động theo một cách mà bản thân mình cho rằng là phát triển, cho rằng logic, cho rằng là thông minh. Chưa bao giờ nghĩ thế, mình luôn luôn nghĩ đó là một hành động khái quát và dựa theo bản tính của mình, dựa trên những suy luận việc mình đã từng làm theo và xảy ra. Bởi thế nên cái mục đích của mình có thể nó không rõ ràng, có thể nó không có mục đích, không có động gì cả, nhưng mình luôn hướng tới cho nó việc bản thân này được trải nghiệm nhiều nhất có thể hơn bất cứ bản thân nào khác. Mặc dù đó là mong muốn nhỏ nhoi của mình, nhưng hành động theo bản thân và hành động theo chính quyết đoán của mình mới là điều tuyệt vời nhất mà ông trời đã ban tặng, mà ông trời đã cho phép mình được sống trên cuộc đời này. Và một điều mình tâm đắc nhất trong bài điều đó là chính là sự trân trọng. Mình luôn trân trọng từng khoảnh khắc và trân trọng những điều mà mình rút ra từ những bài học, từ những kinh nghiệm mà chính mình làm sao được trải nghiệm. Mình luôn trân trọng những điều đó, bởi vì những điều đó là những điều giúp cho mình có được cơ hội trưởng thành lớn hơn ngày hôm qua một chút cũng được, nhưng điều đó khiến mình hạnh phúc, vui vẻ. Cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe. Xin chào các bạn.